Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều địa phương tại Hà Tĩnh bị ngập cục bộ. Cá biệt, ở xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn bị cô lập hoàn toàn do tuyến đường duy nhất dẫn vào xã bị ngập sâu. Sáng nay, con đường độc đạo dẫn vào xã Sơn Tiến vẫn bị nước ngập lũ cô lập. Trường học, chợ Búa vẫn bị ngập sâu, trong khi đó, khu vực chợ Chùa nước ngập gần tới 2 mét. Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Sơn Tiến 3 ngày nay đóng cửa do nước bủa vây. Các cán bộ không thể đến trụ sở làm việc do các tuyến đường dẫn vào Ủy ban nhân dân xã bị ngập nước sâu. Người dân ở xã Sơn Tiến muốn đi ra ngoài phải dùng thuyền. Ông Hoàng Huy Hiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Tiến cho hay, xã bị cô lập 3 ngày nay, có 4 thôn bị chia cắt, trong đó có 17 ngôi nhà và 7 hội quán bị ngập khá nặng. Do nước làm cô lập các tuyến đường vào trụ sở nên 3 ngày nay xã tạm ngừng giao dịch. Tuy nhiên, xã vẫn phân công nhau trực đến tận các thôn nắm tình hình lũ lụt để chủ động ứng phó khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Ông Ngô Đức Lợi, Chánh Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến 7 giờ sáng, gần 7.000 hecta lúa thu vẫn bị ngập trong cục bộ. Hiện nay, mực nước ở các sông Hà Tĩnh đang xuống, các địa phương đơn vị vẫn đang tích cực điều tiết cống tiêu thoát lũ để giảm diện tích lúa, hoa màu bị ngập. Còn đến thời điểm hiện nay thì có 17 hộ dân bị ngập và có 7 hộ quán. Còn thiệt hại về người thì không. Xã mình có bao nhiêu thôn? Còn có 13 thôn, mà trong đó có 4 thôn hiện tại là bị cô lập. Chia cắt. Gồm những thôn như thế này? Thôn Tân Tiến, Trung Tiến, Hùng Tiến và Đồng Éo. Thôn nào thì ngập nặng nhất đấy? Thôn Trung Tiến. Thế là mấy thôn này thì cô lập từ ngày nào đến ngày nào anh? Cô lập từ ngày vừa qua chưa? Đã phải cùng chỉ to to chứ mi tốn đấy. Đấy nhỉ, bên này lại đi. Đập phần thịt anh. Đập lòng ấy.